Tiếp theo là một con máy của Úc nha các bạn. Con này là thương hiệu của nội địa Úc. Đó, máy này mà là máy mới hoàn toàn nha các bạn. Là như là máy chưa qua sử dụng, còn thùng còn đồ luôn. Đó, máy còn mới càng cho bang luôn, nằm trong thùng luôn nha các bạn. Đây. Thì con máy này để mình lấy ra cho các bạn coi. Đó, nó gồm cái gì? Thứ nhất là một ống nối dài này, ống nối dài bằng inox này. Inox nha. Ôi cha, nó còn dài nữa các bạn ơi. Tính ra con này dài là cực kỳ luôn. Đó, một ống nối dài. Ống này dài tầm hơn gần 1 mét. Một ống hút. Cái đầu này là hút, hút cầm tay này, hút hút kẹt này. Đây là đầu của máy. Một cái chổi này các bạn, hàng này hình như là đã qua sử dụng rồi. Cái gì đây ta? À, cái nút này bật này. Đó, bật lên này, mình chả hiểu để làm gì hết. À, nó đưa cái chổi ra, đúng rồi, mở chổi này các bạn. Đó, đây là cái chổi của nó nha. Rồi, đây là cái máy, máy to cực kỳ luôn. Máy nó rất là to. Để mình dẹp cái thùng á. Máy này đã qua sử dụng nên trong bọn đồ mã trong này rác không á. Này, bụi này các bạn. Cho mình đi, đi đổ đó. Đó, cho mình vừa đi đổ xong này các bạn. Cái này thì nó mới nhưng mà sao nhìn cũng không mới lắm. Máy thì còn đẹp lắm nhưng mà nó đã kiểu như nó đã dùng rồi đó, chứ không phải là máy mới hoàn toàn nha. Này, cái một chiếc bụi nó rất là to luôn các bạn ơi. To cực kỳ luôn, cái bình này là chắc cũng phải 2 lít. Mình không biết mấy lít nó không ghi. Đây là dây điện của nó các bạn. Dây điện nó thì nó dài chắc khoảng 5 mét, thường thường là vậy. Đây. Hàng Úc thì nó sử dụng cái chui này này các bạn, nên mình không test được cái cho các bạn nha. Mình test bây giờ test nhưng mà nó nguy hiểm lắm, mình không biết làm sao. Tại vì bây giờ nếu mà test là phải cắt ra. Thôi để mình cũng ráng cố gắng mình test cho bạn coi cho để các bạn khó mua. Đây. Thì mình cũng cố gắng mình đây này các bạn coi này, làm cho nó cực kỳ nguy hiểm luôn nha các bạn. Điện 220 mà mình làm như thế này là hơi mạo hiểm đó, nhưng mà mình vẫn cứ làm để test cho các bạn coi chứ mình, tại vì nó còn luôn cái tem báo gì đây các bạn, nó còn còn cái thẻ luôn này, cho mình hạ bớt cái cam xuống. Nó còn tem mạc rồi, nó còn y luôn. Rồi. Con này công suất để mình cho các bạn coi. To lắm các bạn ơi. Con này cực kỳ trâu luôn. Con này công suất nó là 2000W luôn các bạn ơi. Này. Các bạn coi này. Cực kỳ trâu luôn nha. Công suất là 2000W. Và điện là 200 đến 40V, phù hợp với điện lưới của các bạn ở nhà. Các bạn dùng thoải mái nha. 2000W thì nó siêu khỏe rồi. Nó gấp đôi cái con 110 lúc nãy. Đó, này. Ấn nút chạy. Đó, nó có điều tốc đây này nha các bạn. Rất là mạnh. Điều tốc ở trên tay cầm luôn. Điều tốc này.
này thì cực kỳ khỏe, các bạn cứ yên tâm sử dụng. Rồi mình giới thiệu hơi dài dòng này. Số 2, dòng này mình nó có bốn mấy lần nha các bạn, con này bốn, mình được bốn cái lần, các bạn yên tâm mà chọn đủ chắc cũng người mua thì chắc cũng đủ cho các bạn mua chứ không nên nổi thiếu đâu, hết mình sẽ nhập về nữa. Con số 2, con này mình bán 1,6 triệu nha. Đó, một con máy 2000W nha các bạn, nó mạnh cực kỳ mạnh luôn, phù hợp với điện lưới trong nhà các bạn, và bộ phụ kiện nó thì trong thùng đó, đầy đủ luôn. Đây này, thùng của nó đây nha các bạn. Đó. Rồi. Con số 2. 1,6 triệu.